Ngày 7 tháng 7 năm 2024, tỉnh Hưng Yên tổ chức công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định số 489 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Mục tiêu cụ thể về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 9,0% trên năm trong giai đoạn 2021-2030. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 278 triệu đồng. Về xã hội, chỉ số phát triển con người HDI thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5% vào cuối năm 2025 và không còn hộ nghèo đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phú Yên xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch đề ra 3 khâu đột phá chiến lược, một là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Hai là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phát huy bản sắc văn hóa con người Hưng Yên, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến. Và ba là đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên theo mô hình mạng lưới đa cực tích hợp, dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 2 vùng, 2 hành lang, 5 trục, 3 trung tâm. Đến năm 2030, hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên gồm 18 đô thị và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2037, dấu mốc kỷ niệm 40 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2030, quy hoạch toàn tỉnh có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 9.500 ha và 50 cụm công nghiệp với diện tích 2.900 ha. Quy hoạch cũng xác định danh mục 35 dự án đầu tư công được ưu tiên đầu tư, chủ yếu là các dự án giao thông. Bên cạnh đó là 68 dự án ưu tiên thu hút đầu tư, chủ yếu là các dự án hạ tầng đô thị, khu cụm công nghiệp, sân golf và dự án phục dựng Phú Yên xưa. Riêng về phát triển đô thị, quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra quan điểm là phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh, thông minh, dựa trên hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối đồng bộ, thông suốt với thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng và nội tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phú Yên xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Theo đó, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng từ 60-65% và đến năm 2050 khoảng 80%. Quy hoạch xác định một trong ba đột phá là tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, trong đó có phát triển hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới. Một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị, phát triển các khu đô thị lớn, sinh thái, thông minh, hiện đại. Phương án phát triển đô thị của tỉnh Hưng Yên theo mô hình mạng lưới đa cực tích hợp với các đô thị trung tâm và đô thị hỗ trợ, hình thành các cấu trúc phát triển đô thị giai đoạn đến 2030, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2037, dấu mốc kỷ niệm 40 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên có 18 đô thị, gồm một đô thị loại 1 là thành phố Hưng Yên, hai đô thị loại 2 là thành phố Mỹ Hào và thành phố Văn Giang, hai đô thị loại 3 là thành phố Văn Lâm và thành phố Yên Mỹ, cùng ba đô thị loại 4, 10 đô thị loại 5. Đến năm 2050, thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương có 8 quận và 2 thị xã. Về bố trí không gian phát triển cho đô thị, sẽ phát triển hài hòa, cân bằng ở cả hai vùng phía Bắc và phía Nam, sẽ hình thành 3 đô thị trung tâm có tính chất động lực lan tỏa là thành phố Hưng Yên là đô thị trung tâm của tỉnh và vùng phía Nam, đóng vai trò trung tâm hành chính chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của tỉnh, kết nối về phía Bắc với huyện Kim Động, phát triển đô thị sinh thái, du lịch dọc sông Hồng, kết nối về phía Đông với huyện Tiên Lữ, phát triển dịch vụ, khoa học, đào tạo, trung tâm khởi nghiệp. Đô thị Văn Giang là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, phát triển theo hướng sinh thái, thông minh, hiện đại, khai thác hiệu quả các đường vành đai 3,5, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, kết nối với khu vực phía Đông và phía Nam của thủ đô Hà Nội và đóng vai trò thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc của tỉnh. Đô thị Mỹ Hào là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, phát triển theo hướng đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở, theo hướng thông minh, hiện đại, phát triển gắn với hành lang công nghiệp đô thị của tỉnh và trục phát triển Bắc Nam phía Đông, kết nối với Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ, gắn với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, là trục liên kết mới phía Đông thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, đầu mối logistics. Nhiều giải pháp về xây dựng thể chế, huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí quỹ đất cho việc phát triển đô thị của tỉnh Hưng Yên được đặt ra, trong đó có việc xác định danh mục các dự án tập trung ưu tiên thu hút đầu tư với chủ yếu là các siêu đô thị quy mô vốn hàng chục nghìn tỷ đồng như khu đô thị dịch vụ thể thao 1.300 ha tại thành phố Hưng Yên,
khu đô thị bảo tồn văn hóa phục dựng phố Hiến xưa 1.800 ha, khu nhà ở sinh thái và khoáng nóng gần 245 ha tại Phù Cử, khu đô thị Mix 500 ha tại huyện Yên Mỹ, khu đô thị Văn Giang hơn 460 ha.